Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ là mình đang đứng ở V-Ship, V-Ship Từ Sơn nhé mọi người nhé. Đây là cái khoang cảnh là buổi tối nhé, được quay bằng cái cam trước này. Sau một lát nữa mình sẽ chuyển cho mọi người sang cái cam sau nhé, để mọi người có thể nhìn ở đây rõ hơn nhé. Mọi người biết không, đây đang mình đang đứng ở ở rừng nhá. Một rừng hoa nhé mọi người nhá, rất đẹp luôn. Đây mình chuyển sang cam trước quay cho mọi người xem. Mọi người thấy ổn không? Đây là V-Ship Từ Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Rất đẹp mọi người nhé. Đây là ven ven sông nhé mọi người nhé. Hôm nay thì là cũng là gần Tết rồi. Cũng là gần Tết rồi. Ở đây mình không nghĩ là người ta làm nó có thể chất lượng và có thể đẹp như thế này, mình không nghĩ luôn. Đấy mọi người nhé, này view hồ nhá, hồ rất đẹp này. Mình sẽ dắt mọi người đi một vòng luôn nhé. Bây giờ là chúng ta đi vào cái vườn hoa này trước. Sau đó là mình sẽ dắt mọi người đi sang 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 về bên kia. Wow. Đây là hoa gì nhỉ mọi người nhỉ? Mọi người có biết hoa gì không? Wow, một mê cung luôn. Thôi được rồi, để thêm một chút nữa, một chút cảnh đẹp khác nữa thì để mình đi sang bên này nhá. Mình đi sang bên này cho mọi người xem ở về bên này. Đây. Đây là hoa nhá. Mới trồng thôi. Còn đây là bờ sông, còn đây là đèn lồng. Chúc mừng năm mới Tân Sửu. Năm nay là năm 2021. Trời ơi, đi lên trên kia xa quá. Rất đẹp luôn. Mọi người ơi, ở đằng kia đi xa quá. Thôi mình để mình quay lại đằng này nhá. Ở tại vì ở khu này là hiện tại bây giờ là nó đang trong cái giai đoạn ấy, nó đang phát triển ấy. Cho nên là nó cũng mới gọi là mới mới đang làm và hoàn thiện thôi. Hy vọng là sắp tới là nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình phải quay lại thôi, mình có một chút việc rồi. Xin tạm biệt mọi người nhé. Mong mọi người đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin chào.